第三排五十六天, ngày ba trăm năm sáu. Lúc chị ở quế lâm hình như từng ăn qua rồi, hãy nghe phải nhắc lại. 我在桂林的时候好像吃过了 的时候，后好像吃过了。我在桂林的时候好像吃过了。我在桂林的时候好像吃过了。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Thuận theo con đường này. Xuân lũ. Cảm giác tay rất tốt. Sâu càng khấn hảo. Mặc lên chẳng may không vừa người làm thế nào? Trang bản. tiếp tục đi thang máy. Chỉ suy thi. Đồ đẹp giá rẻ. U mấy trả lén. Đi trả tiền. Chỉ phủ chén. Người Đài Loan. Thái Quán đồ nướng sao khảo tiền? Không có việc gì, không sao. Mấy sở? Mười phút. Sứ phân trung. Yên tâm, sẽ không hối hận đâu. Phản xin, khổ Càng nhiều càng tốt. 越多越好。问馒头呢？问馒头啦好美。这瓜从来没吃过。